Mini Việt Nam xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn thân mến. Ngày 31 tháng 12, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao về việc cần có các chuyến bay giải cứu hoặc combo, trọn gói, ở các nơi có nhu cầu lớn, để thực hiện kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ quốc tế chở khách đến và đi từ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng. Giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước thúc đẩy các nước sớm trả lời đề nghị nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách của nhà chức trách hàng không Việt Nam. Giao Bộ Y tế có hướng dẫn hoặc khuyến cáo cụ thể về các thị trường có thể triển khai các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ tại từng thời điểm trong bối cảnh biến chủng Omicron đã xuất hiện, các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thống nhất triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh của Bộ Y tế, xem xét đồng ý về chủ trương việc tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách lên 7 chuyến trên tuần trên chiều với mỗi bên đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, cho phép mở rộng thị trường áp dụng giai đoạn thí điểm tới châu Âu và Úc để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên Đán. Lý do là việc mở đường bay thương mại mới chỉ một số nước và trong giai đoạn thí điểm chưa đáp ứng được số lượng lớn người Việt mong muốn về nước, ước tính 140.000 người. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với hành khách trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ đến thành phố từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong công văn của Bộ Giao thông Vận tải gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12, Bộ thông báo trong kế hoạch khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ từ 5 quốc gia, vùng lãnh thổ chở khách nhập cảnh thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022, sẽ có chuyến bay đầu tiên ngay từ ngày 1 tháng 1, với đường bay thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh, Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến từ Phnom Penh tới Tân Sơn Nhất vào các ngày 1, 2, 5 và ngày 6 tháng 1. Còn hãng Cambodia Angkor Air, Campuchia, khai thác 3 chuyến từ Phnom Penh đến thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 3, 4 và ngày 7 tháng 1, với đường bay thành phố Hồ Chí Minh Tokyo. Japan Airlines khai thác 1 chuyến tới thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 5 tháng 1. Vietnam Airlines sẽ khai thác 1 chuyến tới thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 1. All Nippon Airways, Nhật Bản, khai thác 1 chuyến tới thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 9 tháng 1. Đường bay Việt Nam-Mỹ, Vietnam Airlines khai thác 1 chuyến San Francisco thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 1. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh-Đài Bắc, Trung Quốc, Vietjet khai thác 1 chuyến Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 1. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh Singapore, Vietnam Airlines khai thác 1 chuyến tới thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 1. Vietjet khai thác 1 chuyến tới thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh ngày 9 tháng 1. Vẫn vướng quy định của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc với các hãng hàng không, Bộ Giao thông Vận tải nhận thấy chuyến bay quốc tế thường lệ đến Tân Sơn Nhất có khó khăn. Khi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các hãng cung cấp danh sách người nhập cảnh theo từng chuyến bay cho CDC ít nhất 24 giờ trước khi nhập cảnh, có đủ thông tin địa chỉ nơi lưu trú, cư trú tại Việt Nam. Trong khi đó, danh sách hành khách gửi ít nhất 24 giờ trước khi nhập cảnh sẽ không thực sự chính xác, vì có nhiều trường hợp hành khách bỏ chuyến, hành khách mua vé giờ chót tại sân bay. Hiện tại, hành khách nhập cảnh phải thực hiện khai báo điện tử tại các ứng dụng BC COVID và IGOVN theo quy định, bao gồm cả thông tin lưu trú sau nhập cảnh. Cục Hàng không đã hướng dẫn cho các hãng kiểm tra, nhằm đảm bảo hành khách trước khi lên máy bay vào Việt Nam đã hoàn thành các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng yêu cầu của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ gây khó khăn và không khả thi trong việc triển khai kế hoạch khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ. Để khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Y tế triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ theo quy định của Bộ Y tế, điều chỉnh yêu cầu các hãng hàng không cung cấp danh sách hành khách theo từng chuyến bay cho CDC ít nhất 24 giờ trước khi nhập cảnh, chỉ đạo phân công đơn vị chủ trì, tổ chức giám sát y tế, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đối với người nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó tổ chức test nhanh đối với người nhập cảnh theo công điện số 9406 ngày 23 tháng 12 của Thủ tướng.
chưa khai thác các chuyến bay với Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và Trung Quốc. Theo kế hoạch của Cục Hàng không, với đường bay Hà Nội-Đài Bắc, trong các ngày 2, 5 và ngày 8 tháng 1 sẽ có 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet chở khách từ Đài Bắc về Hà Nội. Đường bay Tokyo Hà Nội sẽ có 4 chuyến bay chở khách của Vietnam Airlines, Vietjet, All Nippon Airways, Japan Airlines từ Tokyo tới Hà Nội vào các ngày 5, 6 tháng 1, 2 chuyến và 7 tháng 1. Với đường bay Hà Nội Singapore, ngày 7 tháng 1 Vietnam Airlines có 1 chuyến chở khách từ Singapore về Hà Nội. Với đường bay Hà Nội Phnom Penh, ngày 6 tháng 1 hãng Cambodia Angkor Air sẽ có 1 chuyến bay chở khách từ Phnom Penh tới Hà Nội. Với đường bay Việt Nam Hàn Quốc, ngày 23 tháng 12, Cục Hàng không đã có văn bản thông báo chỉ định Vietnam Airlines khai thác 2 chuyến trên tuần. Vietjet Air khai thác 2 chuyến trên tuần, nhưng chưa nhận được ý kiến chính thức từ phía Hàn Quốc. Với đường bay Việt Nam Thái Lan, ngày 23 tháng 12, Cục Hàng không có văn bản thông báo chỉ định Vietnam Airlines khai thác 2 chuyến trên tuần. Vietjet Air khai thác 1 chuyến trên tuần, Pacific Airlines khai thác 1 chuyến trên tuần. Tuy nhiên, do các quy định về giám sát y tế, cách ly, chưa rõ ràng, hai bên vẫn chưa thể tổ chức trao đổi như đề nghị của phía Thái Lan. Với đường bay Việt Nam-Lào, ngày 23 tháng 12, Cục Hàng không có văn bản thông báo chỉ định Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến trên tuần, nhưng đến nay chưa nhận được bất kỳ ý kiến nào từ phía Lào. Với đường bay Việt Nam-Trung Quốc, ngày 23 tháng 12, Cục Hàng không có văn bản thông báo chỉ định Vietnam Airlines khai thác 3 chuyến trên tuần. Pacific Airlines khai thác 1 chuyến trên tuần, nhưng đến nay chưa nhận bất kỳ ý kiến nào từ phía Trung Quốc. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, cô Marisa Fuchilio cảm thấy đau họng và quyết định tự làm xét nghiệm nhanh trên máy bay khi đang bay từ Mỹ đến Iceland. Kết quả dương tính và cô phải tự cách ly suốt 3 giờ trong nhà vệ sinh vì máy bay đầy kín người. Theo đài CNN, cô Fuchilio, giáo viên dạy mầm non ở Chicago, Mỹ, ngày 19 tháng 12 bay chuyến bay của hãng Icelandair đến Reykjavik, Iceland, cùng bố và em trai, để từ đây đi tiếp đến Thụy Sĩ. Trước chuyến bay, cô đã làm 2 xét nghiệm PCR và 5 xét nghiệm nhanh, tất cả đều âm tính. Tuy nhiên, khoảng 1,5 tiếng sau khi máy bay cất cánh, cô bắt đầu thấy đau họng. Cô quyết định tự làm xét nghiệm nhanh để an tâm, nhưng thật bất ngờ, kết quả lần này lại là dương tính. Cô đã tiêm liều tăng cường và thường xuyên phải làm xét nghiệm do học sinh của cô là những người chưa tiêm vaccine. Kết quả dương tính khiến cô bật khóc vì lo lắng và hoảng loạn. Cô vừa ăn tối với gia đình và đang trên một chuyến bay đông người. Cô lo cho gia đình của 20 học sinh của mình. Cô cũng sốc vì tiết chuyến nghỉ lễ ở Thụy Sĩ cùng gia đình. Thay vào đó, cô sẽ phải cách ly ở Iceland một mình trong lễ Giáng sinh. Các tiếp viên hàng không cố gắng tìm cho cô một chỗ ngồi riêng biệt, nhưng chuyến bay đầy kín người. Vì vậy, cô Fuchilio tình nguyện ngồi trong nhà vệ sinh thay vì trở về chỗ ngồi trong suốt phần còn lại của chuyến bay. Khoảng 3 giờ sau đó, ngồi trong nhà vệ sinh trên máy bay, cô mua gói cước để sử dụng Internet, để gọi điện thông báo cho nhà trường. Cô cũng quay một video về sự cố hy hữu của mình với cảnh đang ngồi trong nhà vệ sinh trên máy bay chia sẻ lên TikTok. Cho đến nay, video này đã thu hút hơn 4,3 triệu lượt xem. Cô cho biết cô không thấy phiền lòng với chỗ ngồi mới, thậm chí còn thấy vui, vì có thể làm điều gì đó để giúp các hành khách khác an toàn hơn, trong đó có bố cô, người đã 70 tuổi. Tới Iceland, gia đình cô Fuchilio là những người khách cuối cùng rời máy bay. Do bố và em trai cô không có triệu chứng, họ được tiếp tục lên chuyến bay nối chuyến đến Thụy Sĩ. Cô Fuchilio được làm thêm một xét nghiệm nhanh và một xét nghiệm PCR, cả hai đều cho kết quả dương tính. Sau đó cô đăng ký một phòng khách sạn và bắt đầu cách ly 10 ngày. Cô cho biết thật sự thì việc cách ly rất dễ chịu. Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô 3 lần mỗi ngày, thức ăn và thuốc luôn sẵn sàng. Fuchilio kết thúc cách ly vào ngày 30 tháng 12. Gia đình sẽ đón và cùng cô đi du lịch Iceland trước khi họ bay về Mỹ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Cô Fuchilio cho biết, tôi có nhiều bạn mới hơn sau sự cố này, đặc biệt là tôi hiểu về gánh nặng công việc của các tiếp viên hàng không.